Đặt camera các bạn làm như sau, chúng ta đến Antelope Makeup lên để hiển thị 4000. Ở đây mình nhìn tôi hết pin. Và trên này chúng ta nhấn F là nhìn từ mặt con vào, F test. Đây lab ok, trên top ok. Các bạn nhấn F3 hiển thị khung giây. Bây giờ các bạn nhấn đều vào đây để hiển thị đều 4000. Ok. Các bạn nhấn G ấn lưới từ 4000 đi. Chọn và nhấn G để chúng ta quan sát dễ hơn. Để đặt camera chúng ta chuyển mặt top. Tôi chọn camera. Chọn camera của V-Ray. Và tiếp tục chọn physical camera, camera vật lý. Tôi sẽ đặt từ đây vào một camera. Sau khi đặt tôi bỏ tay ra. Ở trên vùng nhìn tôi hết này. Tôi nhấn chính C để làm thứ để nhìn đến góc nhìn camera. Sau đó các bạn có thể dùng bàn tay này kéo đẩy cho nó góc nhìn đẹp nhất. Dùng lệnh Dolly camera này, kéo ra ngoài góc nhìn rộng hơn. Ở đây tôi có một mảng tường đã bị ẩn đi, tôi chuột phải và chọn ẩn hai ô thì thấy rằng camera chúng ta đang ở ngoài tường. Và đương nhiên rằng camera ở ngoài tường thì nó không thể nhìn xuyên qua tường được. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua modify. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập camera nhìn xuyên tường. Chúng ta qua modify, kéo dưới cùng ở tùy chọn clipping các bạn kích hoạt lên. Tôi mặc định pha tối tinh là cái khoảng nhìn giới hạn xa nhất, chúng ta cho nó 50.000 đi và enter. Và khoảng nhìn gần này tôi tạm thời cho 500. Thì thấy rằng khoảng nhìn gần chúng ta đã cắt được cái giường này và ở đây chúng ta nhìn thấy mỗi giường thôi. Tôi sẽ kéo, chúng ta cùng nhau kéo lại để nhìn phối cảnh cho dễ hơn và hoàn hảo hơn chút. Các bạn chú ý cái việc cắt chúng ta đang di chuyển ở đây. Tôi sẽ kéo sâu hơn. Và đương nhiên tôi kết hợp ở đây, chọn vùng nhìn này, bấm đối tượng này và kéo xa hơn một chút nữa. Nếu như chúng ta thấy là cắt tường, chúng ta lại tăng khoảng cách này lên. Chúng ta sẽ tăng giảm khoảng cách này, và cho hợp lý nhất. Để hiển thị đúng vùng nhìn camera, các bạn nhấn tổ hợp phím Shift F. Thì thấy là camera chúng ta đang có vùng nhìn này. Và khi kết xuất ảnh, nó ra cái ảnh có dạng dài và rộng như thế này. Tôi thấy rằng các đường đứng ở đây chưa hẳn song song với chiều đứng của màn hình. Tôi kéo lên trên và chọn phần ra vertical. Nếu chọn tùy chọn này, đối tượng của chúng ta sẽ đứng phối cảnh và đẹp hơn. Tôi chọn right horizontal, tôi bấm thử thì phối cảnh chúng ta sẽ biến dạng rất xấu. Đối tượng này chỉ kích hoạt khi chúng ta sử dụng phối cảnh một điểm tụ, còn ở đây chúng ta dùng phối cảnh trên một điểm tụ rồi. Tôi sẽ cho thông số bằng 0 và chỉ nên kích hoạt đối tượng này thôi để cho phối cảnh đứng nó song song với chiều này thì nó trông đẹp hơn rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đặt thêm một camera có cảnh một điểm tụ nhìn từ đây vào. Tôi tiếp tục chọn camera và kéo từ đây qua. Tôi đặt từ ngoài ở phối cảnh này, tôi nhấn chính C nhìn từ ngoài vào và nó vẫn nhớ cái thứ tự của chúng ta kích hoạt clipping, tức là kích hoạt mặt khoảng cách. Tôi có thể kéo đối tượng này xa hơn nữa thì tôi thấy là mặt khoảng cách chúng ta chưa cắt sâu vào. Tiếp tục qua môi pha kéo sang dưới cùng và tăng mặt khoảng cách vào trong tường. Với phối cảnh một điểm tụ này, chúng ta kéo đối tượng lên trên này. Bây giờ các bạn có thể được quyền bấm này rồi thì những cái đường ngang này sẽ song song những cái vẹt vàng này, đúng không các bạn? Và bấm phần ra vertical, những cái đường thẳng dọc này sẽ song song những cái chiều đứng này thì phối cảnh trông đứng hơn. Bấm hai cái và ok. Các bạn muốn chuyển qua lại camera, các bạn chọn một đối tượng khác, nhấn chính C bàn phím và chọn một camera ưng ý và nhấn OK. C1, F, C2 hoặc là chúng ta chọn ở đây camera 1 này và chọn camera qua camera 2, ví dụ như thế. Trên đây là một vài tùy chỉnh về camera mà tôi lưu ý các bạn và cách đặt camera. Ở video tiếp theo chúng ta cùng nhau test vật liệu và ánh sáng.